Thưa quý vị, trong lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 bắt đầu được kiểm soát thì các loại tội phạm cũng bắt đầu nhen nhóm hoạt động trở lại tinh vi hơn. Trong đó phải kể đến là tội phạm cờ bạc. Không cần ra mặt hay tụ tập, ghi chép, mọi hoạt động đều được thực hiện trên mạng Internet. Một đường dây cờ bạc dưới hình thức số đề vừa được Công an quận Thanh Khê phát hiện và triệt phá. Từ trung tuần tháng 4 năm 2021, thông tin về một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi đề qua mạng được đội cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê nắm bắt và tổ chức xác lập chuyên án đấu tranh. Hoạt động của đường dây này khá tinh vi khi tất cả các đối tượng cầm cái đều ở nhiều địa điểm khác nhau, không tập trung và hoàn toàn diễn ra trên mạng Internet. Hoạt động chuyển tiền số đề thì hầu hết là sử dụng mạng Internet. Ngoài cái việc chuyển tịch qua tin nhắn điện thoại thì các đối tượng còn chuyển tịch qua các hình thức khác như qua Alo đã gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra. Đến đầu tháng 10, khi xác định đúng thời điểm, Công an quận đã ập vào nhà của các đối tượng, bắt giữ Nguyễn Thị Hiền trú phường An Khê và Nguyễn Thị Thu Anh trú phường Bình Hiền. Qua đấu tranh, Hiền khai nhận đường dây gồm có 5 người cầm cái, thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh để nhận tịch từ các đầu mối bên dưới nhắn tin lên. Số tiền làm cái mỗi ngày xác định từ 500 đến 700 triệu đồng. Mấy chị em là bên đi nhận, xong rồi mình sẽ chia cho mấy chị em, còn bên đi là tiên tính qua Hiền. Của thả thì tính qua thả rồi cứ làm đó. Điều đặc biệt nhất của đường dây này là bên cạnh các nhà cái có một đối tượng đặc biệt là Nguyễn Hữu Toàn, 23 tuổi, trú quận Hải Châu, được thuê để nhận tịch. Tổng hợp, đối chiếu kết quả xổ số và mở bảng Excel tính toán số tiền thắng thua hàng ngày. Em biết là ký số đề như thế này là phạm pháp, nhưng em không nghĩ được là việc tính số đề của em thì nó sẽ ảnh hưởng và dính líu vào mối quan hệ phạm pháp này. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa những cái đường dây, những cái tổ chức ghi số đề để mà đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Bởi đây là một trong những loại tội phạm là tội phạm nguồn hình thành các loại tội phạm khác. Đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền đánh đề ước tính được là hơn 3 tỷ đồng. Công an quận Thanh Khê đã tiến hành khởi tố vụ án và tiếp tục mời các đối tượng có liên quan nhanh chóng ra làm việc phục vụ điều tra. Đây tiếp tục là bài học đắt giá cho những ai vẫn muốn kiếm tiền bằng con đường cờ bạc số đề.